văn nghệ để tổ chức cho lớp mình hát múa nào. Chạy và có ba bạn đã khám phá về các điều mới lạ, đúng không?
nắng đầu tiên trong chủ điểm. Cùng mời các con cùng xem tiếp và cảnh nắng, xem năm chú gà con vừa nở đã gặp gỡ những ai và trò chuyện điều gì nhé. Đẹp quá, thích thật đấy. Ngon thế. Xin chào, chúng mình là những chú gà mới nở. Cuộc sống bên ngoài thật tuyệt vời. Bạn hãy ra đây với chúng mình đi. Nào, nghe có vẻ thú vị nhỉ. Nhưng ở trong quả trứng này, tớ được ngủ cả ngày, không thích lắm. Thế ngoài đó có gì thú vị? Các bạn hãy kể cho tớ nghe xem nào. Nào, cuộc sống bên ngoài có gì thú vị? Các con hãy chia sẻ với Hà con. Ủa mời Huy. Nhưng cô, đây mới là Hà con ơi, con lại có nhiều món ngon và nhiều bạn cũng chơi đó nha. À, con xin thêm ý kiến nữa. Cô mời Việt Anh. Thưa cô, con sẽ hỏi cái nào con rằng ở ngoài cây có hồ trời cao xanh và có nhiều hoa thơm nữa. À, như vậy các con thấy cuộc sống bên ngoài có rất nhiều điều thú vị phải không? Nó có gì khác với bầu tờ cuộc sống và bầu trời trong quả trứng? Cô trò mình sẽ cùng nhau tìm hiểu điều này qua bài đọc Bầu trời trong quả trứng của nhà thơ Xuân Quỳnh. Các con mở vở ghi tên bài. Bầu trời trong quả trứng, tôi kể với các bạn một màu trời đã lâu, đó là một màu nâu. Bầu trời trong quả trứng không có gió, có nắng, không có nóng sắc màu, một khoảng trời như nhau. Bầu trời trong quả trứng, tôi chưa kêu chiếc chiếc, chẳng biết tìm run sâu, đói no chẳng biết đâu, cứ việc mà yên ngủ. Tôi cũng không hiểu rõ tôi sinh ra vì sao, tôi đạp vỡ màu nâu. Bầu trời trong quả trứng bỗng thấy nhiều gió lộng, bỗng thấy nhiều lòng teo, bỗng tôi thấy thương yêu. Tôi biết là có mẹ đói, tôi tìm run rế ăn no xoài cánh phơi. Bầu trời ở bên ngoài sao mà xanh đến thế. Bạn nào cho cô biết bài đọc hôm nay được chia làm mấy đoạn? Cô mời An An. Cô đồng ý với cách chia đoạn của con. Bài đọc hôm nay được chia làm hai đoạn. Bây giờ cô mời các con cùng đồng đọc đoạn bài, tìm cho cô các từ ngữ khó đọc và tìm cách đọc từng đoạn, sau đó chia sẻ với bạn của bạn trong thời gian nhỏ 1 phút. Bắt đầu. Thank you.
Huy Viên Anh. Còn bạn nào có ý kiến khác không? Và hôm nay cô chồng mình sẽ cùng nhau luyện tập các từ màu nâu. Đã lâu. Gió lộng. Cô mời các con nhẩm đọc các từ trên. Cô mời ngồi tiếp đọc cho cô, bắt đầu từ bàn bạn tập trung. Con đọc là màu nâu. Màu nâu. Màu nâu. Màu con nhá. Cô mời bạn tiếp theo nào. Đã lộng. Cô cảm ơn các con. Nêu cho cô cách đọc đoạn 1. Cô mời Kinh Trúc. Cô mời thêm một ý kiến nữa. Cô mời Tiến Thành. Con thưa cô, sau từ trên 1 và giờ 3 chấm, con nghỉ hơi lâu một chút ạ. Thế con có hiểu yên ngủ là gì không? Yên ngủ có nghĩa là ngủ say ngủ mạnh ạ. Đã trả lời đúng rồi đấy. Đồng ý với các con. Nhưng cô cũng lưu ý chúng mình khi đọc đoạn 1, các con ngắt sau tiếng kêu, sau tiếng no, và đọc cho cô nối dòng câu thứ 3 với dòng câu thứ 4 nhé. Đó là một màu nâu bầu trời trước quả trứng. Cô mời các con nhẩm đọc. Cô mời Thảo Huyên đọc cho cô. Con thưa cô, con đọc. Tôi kể người đọc cho cô hai dòng câu này không? Đó là một màu nâu bầu trời trước quả trứng. Cô cảm ơn con. Nêu cho cô giọng đọc đoạn 1. Cô mời Chi. Cô, con đọc với Thảo kể nhận xét câu trả lời của bạn. Cô mời Cương nào. Cô đồng ý. Long đọc lại đoạn 1 cho cô. Bầu trời trong quả trứng, tôi kể với các bạn một màu trời đã lâu. Đó là các con nhận đọc cho bạn. Bầu trời trong quả trứng, không có gió, có nắng, không có lắm sắc màu. Một màu trời khác nhau. Bầu trời trong quả trứng, tôi chưa từng chút chút, chẳng biết gì vui sâu. Ở đoạn 2, Tâm Anh đọc bài cho cô. Con thưa cô, con đọc. Tôi cũng không hiểu rõ, tôi sinh ra vì sao. Tôi đã mỡ màu nâu, bầu trời trong quả trứng. Bỗng thấy nhiều gió lộng, bỗng thấy nhiều nắng gieo. Bỗng tôi thấy thương yêu, tôi biết là có mị. Đói tôi nhìn không dễ, ăn no xoài cánh phơi. Bầu trời ở bên ngoài, sao mà sai thế? Cảm ơn con. Nếu cách đọc bằng hai, cô mời An Yên. Con thấy cô con nét hơi sau cái mẫu và chứng nhất mà con thấy lọc ở chứng mẫu ạ. Thì sao con lại đọc như vậy? Con thấy cô vì con thấy cái mẫu được nhắc lại nhiều lần và nhấn mạnh sự hiển nhiên của bà con ạ. À, bạn trả lời đúng rồi đấy. Chúng mình cùng khen bạn nào. Các con ạ, bài thơ hôm nay được viết theo thể thơ 5 chữ. Cách ngắt giọng, cách ngắt nhịp thông thường là theo nhịp 2-3 hoặc 3-2. Tuy nhiên, với những dòng thơ này, 3 dòng thơ này thì các con sẽ ngắt cho cô theo nhịp 4-4 nhé. Cô mời đọc lại cho cô 4 dòng thơ này. Cô mời Bảo Hân. Con thưa cô, con đọc. Bỗng thấy nhiều gió lộng, bỗng thấy nhiều nắng gieo. Bỗng tôi thấy thương yêu, tôi biết là có mẹ. Cô cảm ơn con. Các con ạ. Gà con đã rất bất ngờ khi thấy có gió, có nắng và cảm nhận được tình yêu thương của mẹ. Vậy thì khi đọc đoạn 2, chúng mình sẽ đọc với giọng hào hứng tươi vui các con nhé. Đọc lại cho cô đoạn 2, Việt Anh. Con thưa cô, con đọc. Tôi cũng không hiểu rõ, tôi sinh ra vì sao. Tôi đã vỡ màu nâu, bầu trời trong quả trứng, cũng thấy nhiều gió lộng. Bỗng thấy nhiều nắng gieo, bỗng tôi thấy thương yêu. Tôi biết là có mẹ, rồi tôi tìm run rể. Ăn no xoài cánh phơi, bầu trời ở bên ngoài, sao mà xanh đến thế. Cảm ơn con. Cô mời các con cùng luyện đọc nối tiếp bài thơ theo nhóm bạn. Cho thời gian 15 phút. Thank you.
trường. Tôi kể với các bạn một bầu trời đã lâu, đó là một màu nâu. Bầu trời trong quảng trường không có gió, có nắng, không có lắm sắc màu. Một bầu trời như nhau, bầu trời trong quảng trường. Tôi chưa kêu chiếc chiếc, chẳng biết tìm run sâu. Đói no chẳng biết đâu, cứ việc mà yên ngủ. Tôi cũng không hiểu rõ, tôi sinh ra vì sao. Tôi đã vỡ màu nâu, bầu trời trong quả trứng. Bỗng thấy nhiều gió lộng, bỗng thấy nhiều nắng treo. Bỗng không thể vui đâu, tôi biết là có mẹ. Đói cứ thì không dễ, ăn no phải đến thôi. Bầu trời ở bên ngoài nhiều nắng
bầu trời xanh xanh. Còn ở bên trong quả trứng là chưa biết tìm run dế để ăn, chỉ nằm yên nằm ngủ. Trên đây là phần chia sẻ của nhóm tớ. Tớ mời các nhóm bổ sung. Tớ mời bạn Thành. Nhóm tớ bổ sung là khi ở bên trong quả trứng là con chưa biết kêu, biết đói nên là biết no. Tớ xin phép chỉ thêm nữa. Tớ mời bạn Tâm Anh. Ở bên ngoài là con còn thấy bầu trời xanh và nhiều điều thú vị. Cả lớp có đồng ý về ý kiến của các bạn không? Có. Tớ cảm ơn các bạn. Như chúng ta thấy, bầu trời trong quả trứng là những tháng ngày bình yên, êm đềm. Còn bầu trời ngoài quả trứng là cuộc sống đông vui, nhiều màu sắc. Mình cùng thêm bạn nào. Con thấy bạn đã chuẩn bị bài rất sáng tạo rồi không? Bạn đã xong chuẩn bị phần minh họa của mình bằng tranh vẽ đấy, hình ảnh đấy. Ngoài ra thì cô còn thấy phần chuẩn bị bài của các bạn lớp mình cũng rất phong phú, như là các bạn vẽ sơ đồ tư duy này, vẽ tranh này, rồi là vẽ cả hình ảnh bông hoa và thể hiện, vừa thể hiện bằng hình ảnh lại trả lời và lại biết câu trả lời nữa đấy. Ok, mọi phần chuẩn bị bài của các con ạ. Bầu trời và cuộc sống bên ngoài đã đem đến rất nhiều cảm xúc cho chú cả con. Chú vô cùng ngạc nhiên khi lần đầu tiên nhìn thấy bầu trời ở bên ngoài sao mà xanh đến thế. Chú không chỉ được trải nghiệm cuộc sống tươi đẹp bên ngoài mà còn cảm nhận được tình yêu thương của mẹ. Giống như các con khi mới chào đời và dần lớn lên, các con sẽ dần cảm thấy những điều thú vị xung quanh cuộc sống của chúng mình. Theo các con, vậy thì theo các con, gà con sẽ thích cuộc sống nào hơn? Vì sao? Nào? Cô mời Giáp nào? Con thưa cô là cho con, và con sẽ thích cuộc sống bên trong của chúng hơn, và con được thảnh thơi, không phải lo sợ điều gì mà không có nguy hiểm ạ. À, ai đồng ý với bạn? Vì sao chúng mình lại không đồng ý với bạn nhỉ? Nào, vì sao chúng mình lại không đồng ý? Cô mời bạn nào? Cô mời con nào về đây? Ở mãi cái ranh giới an toàn thì sẽ không bao giờ biết được thế giới xung quanh mình ra sao. Chính vì vậy con cần mạnh dạn khám phá những điều mới mẻ nhé. Vậy ở lớp mình những bạn nào đã tự bứt phá bản thân để khám phá những điều mới mẻ nào, hãy chia sẻ với cô và các bạn. Cô mời Thảo Nguyên. Thank you.
tiếng sáo nào. Qua bài đọc và qua phần trả lời và
các con đã hiểu được nội dung bài. Vậy sau khi học bài này xong, các con có cảm nhận gì? Sau khi học xong bài này, các con có cảm nhận gì? Cô Mạch Chi. Ngoài bài thơ hôm nay chúng mình học về chú gà con, các con còn biết đến những bài thơ
chia sẻ cho nhau trong các giờ hướng dẫn học nhé. Ở tiết học trước, cô đã dặn chúng mình về nhà tìm hiểu cách làm sản phẩm từ vỏ trứng và cùng hoặc là cùng người thân viết những phần thơ về chú gà con. Bây giờ cô sẽ dành ra 2 phút để các con chuẩn bị và lên giới thiệu sản phẩm hoặc đọc bài thơ của mình nhé. Cô mời các con cùng bắt đầu thực hiện theo nhóm tổ nào. Về nhà các con đọc, luyện đọc cho cô bài tiếng nói của cỏ cây và trả lời.